លោកជុងជីហៅកុយចេញវីដេអូសុំទោសភ្លាមៗក្រោយការសម្ដែងខ្លួនបានប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងប្អូនសាសនិកជនអ៊ីស្លាមលោកជុងជីបានចេញវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្រោយពីការសម្ដែងរបស់លោកធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកគាំទ្រសាសនាអ៊ីស្លាមមិនពេញចិត្តឈុតក្រោយឆាក MV ចម្រៀងថ្មីមួយរបស់តារាចម្រៀងឈុនសវណ្ណរាជបានផ្សព្វផ្សាយទៅក្រៅ ដែលមានសម្ដែងដោយតារាកំ្លែងជើងចាស់ដើម្បីលំដាប់ប្រទេសគឺលោកជុងជីហៅកុយនិងលោកពូអ៊ូប៊ុនរ៉ាត់ហៅក្រឹមប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងប្អូនខ្មែរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមព្រោះតែអ្នកដឹកនាំតម្រូវឲ្យលោកស្លៀកពាក់របៀបអ៊ីស្លាមដែលជាឈុតសូត្រធម៌ហើយរួមញាក់ញ័រចាក់ក្បាច់ដូចឌីជេលោកជុងជីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនមានចេតនាមើលងាយឬប៉ះពាល់ណាមួយដល់បងប្អូនខ្មែរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះឡើយប៉ុ
nâng mình miên ca xâm đánh bếp này chỉ lực tỷ phí thì nổ lại. Lúc bố cô ấy có bàn tựa tụi xông ở cổ phá lật tạm tình ổ. Một nâng phơ ở vây mũi rư phá lật ở vây mũi cú nà tạch lông cắt cửa xuống biện bồn. Đâm bấy ở ca phá lật bàn trầm trời mà giang tiết cứ đâm bấy ở chú tha ở vây đai phá lật chanh tay lỗ nâng mình miên phá phùl. Nơi trong video, lục bố bàn xông tùa mà đồn tiết đại lục nâng lục cấm bàn phơ ở bông ôn căn sạch nà Islam mình sẽ bài chật. Lục bàn đi dây tiết thả ở vây cơ đói. Ôi tình chạy xông tùa đơn khô mình miên nhận nà phá căn tùa ổ đồng nào nổ lời. Lục bố coi nâng lục bố cấm cứ chế đa ra cầm phái chương chắc đại miên chmô bò xâm lến. Hỏi nhẹ tiếng phi có chế đầy cù cầm phái đọc xí xung vã khá nê phong đài nở lờ chạc. Còn tái mùi rì dạ cao ý lục bàn bò bài cồm khá nê riêng khuôn. Lục tài miên cam vị thi thông bì xe rư miên ca anh chương tiếp khơi vô tài miên lục xâm đài rùm khá nê.